trọng bệnh, dân tỉnh lẻ không việc làm, không nhà cửa, thiếu thốn đồ ăn thức uống, liệu sẽ bám trụ được bao lâu? Kính thưa quý vị, không thể tiếp tục bám trụ ở Sài Gòn, những ngày qua nhiều đoàn người nườm nượp rời khỏi thành phố náo nhiệt này để trở về tỉnh lẻ. Rất nhiều những mảnh đời khốn khó đến đây để kiếm miếng cơm manh áo, nhưng trận đại dịch đã tước đi tất cả cơ hội của họ. Những đoàn người với đủ loại hoàn cảnh khác nhau đang khẩn trương rời khỏi Sài Gòn. Có người thì phải đi xe đạp hàng ngàn cây số để về Nghệ An. Có người thì đi bộ hàng ngàn km để về núi thành Quảng Nam. Đặc biệt nhất là cụ bà đi bộ hơn 1.300 cây số từ thành phố Hồ Chí Minh về Nghệ An với tâm nguyện duy nhất là được trở về nhà càng nhanh càng tốt. Đây có lẽ là những mảnh đời cơ cực nhất tại Sài Gòn. Nhiều tháng giãn cách liên tiếp đã buộc họ phải tiêu đến đồng tiền tiết kiệm cuối cùng. Những người ở lại thì chủ yếu trông chờ vào các đoàn từ thiện, thậm chí những đứa trẻ cũng phải chạy theo xin đồ ăn. Anh ơi, còn em nữa anh ơi. Nhưng giờ muốn về quê cũng đâu có dễ dàng. Kính thưa quý vị, lúc này những người có xe máy còn may mắn hơn một chút. Mấy ngày qua, ngày nào cũng có các đoàn người bất chấp đường trường, cả gia đình lai nhau vượt hàng ngàn cây số để trở về quê. Họ chủ yếu là lao động tự do, là công nhân trong các nhà máy, khu công nghiệp. Trước đây, khi chưa có dịch bệnh, thu nhập hàng tháng của họ chỉ đủ trang trải cuộc sống gia đình ở mức cơ bản. Đại dịch bùng phát, mất việc làm, hoàn toàn không có nguồn thu nhập nào khác. Sau 1 tháng, 2 tháng nghỉ việc không lương thì số tiền tiết kiệm ít ỏi cũng cạn dần. Nếu tiếp tục ở lại thì lấy gì mà sống, làm sao để đóng tiền trọ, lương thực ở đâu ra mà ăn. Cộng thêm tình hình dịch bệnh đang lây lan quá nhanh, họ không thể ở lại. Vậy nên từng đoàn xe máy nối đuôi nhau rời khỏi Sài Thành, mang theo tâm trạng vừa buồn vừa lo lại vừa sợ. Họ không biết rằng lần này ra đi khi nào mới trở lại. Kính thưa quý vị, cũng có những người may mắn hơn một chút, họ còn được về quê bằng tàu hỏa. Những người bước lên tàu mà nước mắt cứ tuôn rơi. Trong cơn mưa tầm tã chiều ngày 28 tháng 7, hàng trăm người dân Huế, Quảng Trị bắt đầu lên tàu về quê. Trong đám đông chờ tàu, chị Võ Thùy Trinh nước mắt rơi lã chã chia sẻ: dịch bệnh nguy hiểm mà mình đang mang thai nữa nên đăng ký về quê để an toàn hơn. Mình về huyện Hải Lăng, Quảng Trị, thực hiện cách ly 14 ngày, sau đó cách ly tại nhà. Mình khóc vì thấy buồn, 11 năm gắn bó với Sài Gòn, đây cũng như quê hương thứ hai, chưa bao giờ nghĩ mình phải rời xa nơi cư mang mình trong một hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Mình thấy tiếc, chưa biết khi nào mới vào lại thành phố để tiếp tục công việc. Mình muốn về quê để an toàn, nhưng mình thương Sài Gòn nhiều lắm. Mưu sinh ở Sài Gòn từ năm 19 tuổi, chị Trương Thị Bông quê ở Quảng Trị chia sẻ: cũng quyến luyến nhiều lắm. Mình đi vào Sài Gòn từ lúc còn con gái đến giờ lập gia đình và sinh sống ở đây đã 13 năm. Có những giai đoạn đứt quãng, nhưng Sài Gòn cũng đã cho mình nhiều thứ. Giờ hai mẹ con được ưu tiên về bằng tàu trước, mẹ chồng sẽ về chuyến sau. Chồng mình làm thợ hồ, dự định sẽ chạy xe máy về vì cũng không có việc trong giai đoạn này. Kính thưa quý vị, hàng trăm ngàn người đến Sài Gòn lập nghiệp, mỗi người một mảnh đời, một câu chuyện, và giờ họ đều đang trở về quê hương trong khi lòng đầy tâm trạng. Không biết khi nào cuộc sống mới trở lại bình thường như xưa, không biết khi nào Đảng Cộng sản Trung Quốc mới minh bạch thông tin về trận đại dịch này với thế giới. Tất cả đều là những ẩn đố. Tuy nhiên trời xanh có mắt, quy luật thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo xưa nay chưa từ một ai. Ban biên tập chúng tôi kính mong quý vị bình an qua cơn đại nạn và sẽ nhận được phúc báo trong tương lai. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.